Xin chào tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của mình nha. Thì hiện tại mình đang ở trên núi nha. Đây lên rừng và gặp coi trích nghệ đây nha mọi người. Trích nghệ đây. Nãy mình đang cưa mà mình sẵn tiện mình lấy cái điện thoại mình quay lại cho mọi người xem nha. Và Peter nói đó, cái trích nghệ đây cũng gọi là cũ rồi nha mọi người. Rồi quay lại gần cho mọi người xem nha. Lõi nó đó này. Đây cái lõi nó đó mọi người. Mọi người thấy chưa? Cái lõi nó thôi. Đó, cái lõi nó. Cái rễ nó này. Kem cua đấy. Rồi hiện tại nãy giờ mình đèo mình moi nên mình cưa được một cái rễ. Hai cái rễ, rồi rễ thứ ba mà để mình cưa phía trên nữa. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cưa nha mọi người. Đây. Cưa ra, ông chú vẫn chờ. Đây. Coi khá là già nha mọi người. Mọi người thấy chưa? Đó. Rồi. Giờ thì mình sẽ cưa ra nha mọi người. Rồi, hiện tại thì mình đang về nhà nha mọi người. Đang vác cái trích nghệ đây từ núi Bon Si rồi về tới nhà rồi nha. Mọi người thấy không? Đã không? Trích nghệ đó là quá già rồi nha mọi người. Quá wow. Già gọi là quá già rồi. Cụ lỗi nó nè. Quay gần cho mọi người xem. Đường lỗi nó nè. Mọi người thấy chưa? Đây. Đường lỗi nó lên đây này. Mọi người thấy chưa? Quá là đẹp nha. Đó. Để qua bên này lúa đó này, gọi là lúa nha. Đó đó đó, lúa nó đó. Tôi nó quay dọc cái điện thoại lại cho mọi người xem nha. To không? Chạy ba lứa luôn á. Thế rất là đẹp nha. Kiểu cái rễ quá nha mọi người. Nhìn nó quắn kem co rồi. Rất là đẹp. Đó. Đây là như cái câu trượt cái rào đây. Lụa của nó ấy. Mọi người thấy đã không? Đây. Siêu dài nha mọi người. Rồi. Ai mua thì chốt giúp mình nha. Đó. Cái thế là không phải thế dài đâu nha mọi người. Cũng là cái kiểu thế trồng, kiểu vẫn là cũng là cái kiểu thế này nhưng mà tại vì mình kê nó khập khởi nó chưa thanh nha. Để tí nữa mình thanh cái con luôn cho mọi người xem nha. Thì nó sẽ đẹp hơn. Tại vì mình kê chứ nè. Chưa phải là cái chỗ mình trồng là nghiêng qua về phía bên này một tí, nghiêng phía này một tí. Đấy. Nhìn một tí đây. Gọi nó mới đẹp nha mọi người. Đó. Xem như mẹ quay cho con cái để ông đo thử thằng nó tầm bao nhiêu. Để cho mọi người biết, mọi người chốt. Trời con này đẹp quá. Mẹ sẽ quay cho hết coi nha. Tầm như này nha mọi người, thấy không? Không dám bón đất nha, bón đất chật. Ba rễ cầm như giờ luôn. Nhìn gì thôi nha mọi người. Nhìn gì thôi. Ba rễ trồng giờ luôn nha mọi người. Cái này để nó thẳng ra luôn cho nó quái luôn. Đấy. Đây thì nó quái luôn nha. Cầm như thế này luôn. Đấy, dán như thế này luôn, mọi người thấy không?
quái bên bên này nè. Đấy. Kèm quá luôn, này cho nó quá luôn nha mọi người. Để ba thằng rồi. Là thằng rể nó lên. Đấy. Là một cái chầu này mình chỉ cứ ngắn lại chỗ này một cái nha, cái chầu nó sẽ keo xuống này. Thao. Điệp khỏi nói luôn nha mọi người. Rồi. Hai thách thì chốt chút mình nha. Bỏ nó trên này đã, không dập hết. Làm cho nhau khối dập rồi. Rồi, bây giờ mình đo nha. Đo cái quanh của nó. Từ đây lên tới này 1m3 nha mọi người. Nhưng mà mình cách tầm là 1m2 lên thôi nha. Và chỉ cách 1m2 lên. Đây để keo quá đó cũng không đẹp. Cách là 1m2 lên. Rồi chiều dài đó 1m2 lên. Thằng đấy đó. Đo chỗ bự nhất đây. Đo chỗ bự nhất nha mọi người. Xíu 15. Chỗ bự nhất là xíu 15. Còn chỗ này thử coi. Rồi giờ mình sẽ gọt cách tí gọt cái này cho nó, rồi mình sẽ ưu nó. Không ai mua thì mình tầm 3-4 bữa bên trồng nha. Cái loại này là rất là dễ sống nha mọi người. Đó, loại này rất là dễ sống mọi người thấy không? Những cái đại bác ui chù. Đấy. Đó, rất là đẹp nha. Đó, kem co quỳnh nguèo rất là đẹp. Rồi ok, thì video của mình thì cũng tạm dừng tại đó nha mọi người. Nhớ đăng ký kênh để xem những video lần sau đó.